Chào mừng mọi người đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua về truyền thuyết chuột tinh ngũ sắc nha. Trong kho tàng văn học dân gian của nước ta tồn tại không ít các tác phẩm văn học nổi tiếng theo lối viết truyền kỳ, tức là ghi chép lại những chuyện lạ kỳ trong dân gian mang màu sắc tâm linh, lưu trai, ví như là Lĩnh Nam Chích Quái, Truyền Kỳ Mạng Lục, Việt Điện U Linh Tập, Thánh Tông Di Thảo, v.v. Trong đó không thể không kể đến tác phẩm Thánh Tông Di Thảo, được cho là viết dưới thời vua Lê Thánh Tông. Ông là vị vua thứ 5 của triều Hậu Lê. Ở Lĩnh Nam Chích Quái, nơi mà người Việt sau này biết tới các loại quái như là Thánh Quỷ Xương Cuồng, Bạch Kê Tinh, Ngư Tinh hay là Hồ Tinh, thì ở Thánh Tông Chi Thảo chúng ta cũng tìm hiểu đến một loại yêu quái trong dân gian cũng ma mảnh không kém, đó chính là chuột tinh. Chuột là một loài gặm nhấm nhỏ bé mà nhiều người không mấy mặn mà sau chú gián Tiểu Cường hay là Bé Na. Chuột trở thành nỗi ám ảnh của ngành nông nghiệp và được cho là nguyên nhân gây ra nạn dịch hạch. Có giai đoạn nạn dịch hạch bùng nổ trên khắp thế giới, gây ra cái chết cho hàng triệu người ở thế kỷ 14, được biết đến với cái tên là cái chết đen. Người dân ta sợ chuột hơn là sợ cọp, vì sự phá hoại mùa màng của chúng cực kỳ ghê gớm. Ở nước ta ngày xưa từng có giai đoạn người dân còn bày lễ ở giữa đồng cúng ông Tý vào mỗi vụ mùa để cho ông không phá phách nữa, nếu không thôi thì cả làng chết đói. Mỗi đêm khi đi ngang những cánh đồng lúa nghe tiếng chuột rít lên, ai nấy đều không khỏi lo sợ. Nỗi sợ chuột đi vào truyện kể dân gian qua những hình tượng chuột khổng lồ, người hóa chuột, tinh chuột v.v. lưu truyền trong dân gian. Vậy chuột tinh của Việt Nam thì có gì? Mời bạn tìm hiểu trong video này nhé. Tinh thử ngũ sắc. Chuột tu luyện lâu năm thành tinh trong văn hóa dân gian Việt Nam. Tinh gọi chuột tinh ngũ sắc hay là tinh thử ngũ sắc. Thử là từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt có nghĩa là chuột. Ngũ là năm, sắc là màu sắc. Vì vậy cái ý của cái tên tinh thử ngũ sắc chính là một con chuột sống lâu năm thành tinh có năm màu sắc trên lông để nhận diện. Xuất xứ thì ở Việt Nam, tồn tại trong lưu bút ngày xanh của vua Lê Thánh Tông thời nhà Lê Sơ, tác phẩm Thánh Tông Di Thảo. Đặc điểm nhận dạng: râu trắng như tuyết, môi đỏ như son, máu đen như gỗ mun. Con này độc lạ hơn chuột bình thường là bốn chân, mỗi chân lại thừa thêm một ngón. Mà nhìn chung thì các loài yêu ma đều có thêm chân hay là móng đeo để tạo nét, khi ấy dễ phân biệt với các loài tầm thường. Mỗi con chuột tinh có một cân nặng lý tưởng tầm 30 cân, tương đương với một con chó nhà cỡ lớn ngày nay. Đặc tính tâm linh. Chuột tinh thường là chuột được sống lâu năm, vì cơ duyên nào đó nó ăn nhiều tinh khí mà thành tinh, dần có trí óc và tính cách như con người. Chúng có khả năng thay đổi hình dạng, không sợ lửa cũng như các loại bùa chú. Sở dĩ người ta biết nó là chuột đực vì chúng rất đam mê sắc dục. Chúng hay giả dạng biến thành những người đàn ông đẹp để quyến rũ rồi líu lều với phụ nữ. Có nhiều trường hợp chúng còn cải trang thành người chồng của nạn nhân khi mà anh ta không có ở nhà, rồi rồi hút tinh khí của người vợ. Mà hễ người nào tiếp xúc với chuột tinh thì dần dần hao mòn mà chết đi. Tính năng thay đổi hình dạng còn giúp chuột tinh tiếp cận được nhiều người hơn. Có tài liệu cho rằng chuột còn lừa bắt ăn thịt trẻ con, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, với lại nó còn thích uống dầu trong đèn nữa. Có rất nhiều tích truyện về chuột tinh ở trong dân gian, nhưng vì ngắn gọn cho video nên mình chỉ kể nhanh một câu chuyện. Vua Lê Thánh Tông xử án chuột tinh. Ở quyển hạ của Thánh Tông Di Thảo có ghi chép một vụ kỳ án liên quan đến chuột tinh ngũ sắc như sau. Có một anh học trò nhà giàu cưới được vợ đẹp, hai vợ chồng mặn nồng được nửa năm thì cha mẹ anh ta gửi con đi học ở xa với mong muốn sớm thành tài đỗ đạt. Người chồng vâng lời cha mẹ bèn lên đường trọ học, còn người vợ ở nhà thì ngoan ngoãn phụng dưỡng song thân, nề nếp lẫn đức hạnh đều không có gì đáng chê trách. Nửa năm sau, một đêm khuya khoắt, bỗng người vợ thấy chồng mình trèo tường vào nhà. Vừa về đã vào ngay trong buồng, hỏi ra thì chàng ta mới nói rằng do quá nhớ vợ nên lén trốn khỏi chỗ trọ học để gặp vợ một đêm rồi gà gáy sáng sẽ đi ngay. Người vợ tin tưởng nên vui vẻ ân ái với chồng. Từ đó trở đi cứ cách vài đêm, hai vợ chồng lại gặp nhau một lần. Kéo dài suốt nửa năm, chỉ thấy nhan sắc người vợ ngày một tiều tụy. Cha mẹ chồng thương con dâu, cho là nàng nhớ chồng nên bèn viết thư gọi con trai của họ về cho cả hai thỏa nỗi lòng. Thế nhưng điều lạ là khi người chồng về nhà thì vợ lại không tỏ ra vui mừng săn sóc. Anh học trò bực tức, nghi kỵ rằng vợ đã có người khác nên buông lời xa gần. Lúc này người vợ bị tiếng oan mới thanh minh và kể chuyện gặp nhau hàng đêm giữa hai người. Đến đây người chồng lại ngạc nhiên vô cùng. Anh ta cam đoan suốt cả năm qua chưa về nhà lần nào, chứ đừng nói đến gần gũi với vợ. Cha mẹ chồng cũng làm chứng cho con dâu ngoan ngoãn, đức hạnh. Gia đình bỗng chốc rối tung rối mù lên vì ai cũng cam đoan rằng mình không gây chuyện sai trái. Cuối cùng cha mẹ chồng đâm nghi ngờ có yêu ma quấy nhiễu nên lập mưu bắt cái tên gian phu rồi đưa lên quan huyện. Thật giả lẫn lộn không ai phân biệt được,
họ cậy nhờ đến vua phán xử. Cuối cùng sau nhiều cách bất thành, vua Lê Thánh Tông phải lập đàn thỉnh mời Phù Đổng Thiên Vương đến giúp sức. Thiên Vương sau đó nhập xác cô đồng, bèn nói rõ là cái kẻ gian phu kia là do con chuột tinh ngũ sắc biến thành và giúp nhà vua tiêu diệt yêu tinh này. Ngài cho dán hai lá bùa vào sau lưng hai người đàn ông giống hệt nhau đang đứng giữa sân rồng. Đến ngày tiếp theo, cả hai lại được triệu tới, và đến lúc này, trời đất bỗng tối sầm lại. Luồng kiếm khí của Phù Đổng Thiên Vương sáng lên như chớp. Khi mây tan, người ta thấy con chuột tinh ngũ sắc đã nằm chết từ lúc nào. Còn về phần người vợ thì sau đó phải uống thuốc trồng rã hơn một năm trời mới tan hết yêu khí của con chuột. Đó chỉ là một trong số những câu chuyện ở Việt Nam mà thôi. Ngoài ra, chuột tinh còn xuất hiện trong truyện của người Khmer, người Lào với những mô típ tương tự, mà do là thời lượng của video có hạn nên mình chưa thể nêu ra hết được. Mong rằng những kiến thức này sẽ làm tài liệu khảo cứu hữu ích cho những ai tìm hiểu về yêu quái ở Việt Nam. Bọn mình nói rõ một vấn đề là bọn mình không khuyến khích các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan hay là buôn thần bán thánh gì cả. Suy cho cùng, tích chuột tinh dựa trên những gì dân gian thêu dệt vì sự đáng sợ của loài chuột, qua đó lồng ghép vào các bài học về nhân quả, báo ứng, sự linh thiêng của các vị thần thánh. Video về chuột tinh đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian mà xem video của Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.